Hello cả nhà, hôm nay thì Anna sẽ dẫn cả nhà đi mua một căn nhà cũ ở Úc và tìm hiểu về các loại thuế phí cần phải đóng. Ngôi nhà này nằm ở vùng Canley Hay thuộc thành phố Sydney, được gọi là nhà cũ vì nó đã được xây dựng và sử dụng trong 2 năm, nhưng thực ra bên trong nhà mọi thứ vẫn còn rất là mới. Đây là những hình ảnh ở phía bên ngoài của ngôi nhà cũng như là khu vực xung quanh. Canley Hay cách trung tâm thành phố Sydney 36 km là khu có rất đông người Việt sinh sống. Canley Hay có khu chợ Việt, có rất nhiều nhà hàng và shop Việt ở xung quanh. Ngôi nhà này được thiết kế là một trệt một lầu, có diện tích đất là 224m², diện tích xây dựng là 192m², có 5 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và 2 chỗ đậu xe. Và bây giờ mời cả nhà cùng theo anh Nà vào bên trong để xem nhé. Ngôi nhà này mới được xây dựng cách đây 2 năm nên bên trong mọi thứ vẫn còn rất là mới. Ở tầng trệt thì sẽ được thiết kế là sàn lát gỗ, có một nhà để xe, một phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách ở phía sau nhà. Đây là phòng ngủ nhỏ ở tầng trệt, phòng ngủ này có diện tích là 8,4m², được thiết kế cả tủ âm tường và đã được gắn quạt trần. Đối diện phòng ngủ sẽ là nhà vệ sinh ở tầng trệt. Tiếp đến là khu vực giặt đồ. Với mỗi ngôi nhà thì không gian bếp và phòng khách luôn là nơi sum họp của cả gia đình sau một ngày làm việc nên cần rộng rãi và thông thoáng. Căn bếp này có một kho để chứa thực phẩm rất lớn với rất là nhiều ngăn kệ. Đây là ngôi nhà cũ đã qua sử dụng 2 năm nên để mua được ngôi nhà này thì bạn phải đang có quốc tịch hay PR Úc hoặc bạn đang sở hữu visa tạm trú ở Úc trên 12 tháng. Và nếu là người nước ngoài thì bạn cần phải xin giấy phép đầu tư bất động sản Úc FIRB với chi phí như trên màn hình. Đây là khu vực sân vườn và bếp phụ ở phía sau nhà. Chính khu vực này làm cho không khí của ngôi nhà được thoáng đãng hơn. Nếu là người nước ngoài mua nhà tại Úc thì ngoài chi phí xin giấy phép đầu tư thì bạn còn phải đóng thêm phụ thu thuế trước bạ thì tùy theo mỗi tiểu bang mà phần phụ thu này sẽ khác nhau. Cụ thể là ngôi nhà này nằm ở bang New South Wales, nên nếu bạn là người có quốc tịch hay PR Úc, bạn chỉ cần đóng 4%. Nếu là người nước ngoài, bạn sẽ đóng thêm một khoản phụ thu 8%, tức bạn phải đóng tổng cộng 12% khi mua ngôi nhà này. Chính phủ Úc còn có một ưu tiên cho người có quốc tịch hay PR Úc là nếu bạn mua bất động sản ở bang New South Wales dưới 800.000 đô thì bạn sẽ được hoàn toàn miễn thuế trước bạ. Và bây giờ mình cùng lên lầu 1 để xem các thiết kế ở trên lầu 1. Trên lầu 1 sẽ có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, trong đó có phòng ngủ master là phòng ngủ có diện tích lớn nhất, có tủ âm tường lớn và có nhà vệ sinh cũng như có ban công riêng. Người nước ngoài khi đến Úc mua nhà thì bạn cần phải nắm rõ các luật lệ cũng như các điều khoản trong hợp đồng, mà hợp đồng thường thì là tiếng Anh nên bạn cần phải thuê một luật sư để đảm bảo tính chất pháp lý của hợp đồng bạn mua bán. Luật sư sẽ là người bảo vệ quyền lợi cho bạn trước pháp luật khi xảy ra bất cứ tranh chấp, cũng như là sẽ giải thích từng chi tiết cụ thể trên hợp đồng cho bạn để bạn hiểu thật rõ hợp đồng trước khi bạn ký. Chi phí để thuê luật sư cho một hợp đồng mua bán nhà tại Úc thì dao động từ 1.500 đô cho đến 3.000 đô tùy theo luật sư. Chi phí này sẽ được chia làm 2 lần thanh toán, một lần là ngay khi bạn ký hợp đồng và một lần là sau khi bạn nhận nhà. Ngoài các chi phí trên thì người nước ngoài mua nhà tại Úc hàng năm phải đóng thêm một khoản thuế đất là 4% trên tổng giá trị đất. Ví dụ cụ thể như ngôi nhà này được định giá vào tháng 1 năm 2024 là 1.051.000 đô với giá trị đất khoảng 500.000 đô thì hàng năm bạn phải đóng một khoản thuế đất là 20.000 đô. Như vậy là cả nhà vừa mới xem xong căn phòng ngủ thứ hai, bây giờ mình cùng đi xem các phòng ngủ còn lại. Toàn bộ sàn ở trên lầu 1 thì đều được lát gỗ nên rất là dễ vệ sinh và lau chùi. Đây là nhà vệ sinh thứ 2 ở trên lầu 1. Đây là phòng ngủ thứ 3 ở trên lầu 1. Phòng ngủ này rất là sáng do có nhiều ô sáng ở phía trên tường, cũng như đã được lắp đặt cả tủ âm tường và máy lạnh.
Để bắt đầu dọn vào một ngôi nhà mới thì bạn phải tốn các chi phí để kết nối điện, nước, ga, internet, dao động khoảng 5.000 đô cho chi phí ban đầu. Và hàng năm bạn phải đóng phí council cho chính phủ Úc, dao động khoảng từ 1.000 cho tới 1.500 đô và phí điện, nước, ga. Đây là phòng ngủ thứ tư ở trên lầu 1. Căn phòng ngủ này có diện tích là 12m², có ô cửa lấy sáng, có tủ âm tường cũng như có hệ thống máy lạnh. Như vậy là cả nhà vừa mới tham quan xong căn nhà có một trệt một lầu ở khu Kenley Hay thuộc thành phố Sydney, có diện tích đất là 224m², có diện tích sử dụng là 192m², có 5 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và 2 chỗ đậu xe. Căn nhà này đang được chủ nhà rao bán với mức giá là 1,1 triệu đô, tức khoảng 18 tỷ Việt Nam. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu cả nhà có nhu cầu đến Úc để mua nhà, xin vui lòng liên hệ Việt Úc Home, số điện thoại 0914770675 trên Zalo gặp anh Nào Nguyễn. Xin cảm ơn.